Sáng nay, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng, Trưởng đoàn kiểm tra số 2 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021 Lê Minh Trung chủ trì buổi làm việc với quận Thanh Khê về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các thành viên trong đoàn kiểm tra số 2 đánh giá khái quát tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của quận Thanh Khê đã được gắn với công tác dân vận, cải cách hành chính của địa phương và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức. Đoàn kiến nghị quận cần tăng cường công tác kiểm tra ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của 10 phường, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong giải quyết những bức xúc của người dân, thực hiện tốt thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung đề nghị quận cần ra soát, bổ sung quy chế phù hợp với địa phương, nhất là trong điều kiện quận đang thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tăng cường đối thoại với nhân dân đối thoại với cán bộ công chức tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng trình tự quy định nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tăng cường nắm bắt dư luận quần chúng nhân dân quan tâm đến đời sống cán bộ công chức trong đơn vị đồng thời chú ý công khai minh bạch dân chủ các chế độ chính sách đối với người lao động